Vũ Tiến Long, cầu thủ từng bị dọa cắt gân chân trở thành ngôi sao U23 Việt Nam. Cả ba bàn thắng của U23 Việt Nam trong hai trận đầu tiên vòng bảng U23 châu Á 2022 đều là những siêu phẩm. Vũ Tiến Long là cái tên mới nhất khiến người hâm mộ Việt Nam cũng như quốc tế sững sờ với một khoảnh khắc giống hệt pha làm đẹp bàn nhất của World Cup 2018. Có lẽ không nhiều người để ý rằng Vũ Tiến Long là cầu thủ giành được nhiều danh hiệu quốc tế nhất trong đội hình U23 Việt Nam hiện tại. Thậm chí, từ trước khi ghi dấu ấn về mặt chuyên môn, cầu thủ này từng gây xôn xao dư luận cách đây 5 năm, khi vừa đón sinh nhật tuổi 15. Tuy nhiên, lần đầu được nhắc tên trên báo của Vũ Tiến Long lại là một ấn tượng xấu. Tại vòng loại giải U15 quốc gia 2017, Vũ Tiến Long khoác áo U15 Hà Nội, biến cố xảy đến khi hậu vệ sinh năm 2002 đối đầu với đội bóng quê hương Thanh Hóa. Hoạt động ăn mừng của Vũ Tiến Long bị cho là khiêu khích và huấn luyện đối thủ. Huấn luyện viên Lê Hồng Minh của U15 Thanh Hóa nổi nóng, dọa các gân chân cầu thủ đồng hương. Vũ Tiến Long từng chia sẻ rằng, anh sợ vụ việc đó khiến những cánh cửa tiếp theo trong sự nghiệp của bản thân kép lại. Một cầu thủ trẻ có vết đen về đạo đức có thể khó lên đội tuyển trẻ. Tuy nhiên, huấn luyện viên Vũ Hồng Việt đã tin tưởng và trao cơ hội cho cậu học trò khi triệu tập đội hình U15 Việt Nam tham dự giải Đông Nam Á chỉ 3 tháng sau vụ tai tiếng. Vũ Tiến Long chính là cầu thủ ghi bàn đầu tiên của U15 Việt Nam ở giải đấu đó. Đến trận thứ ba, anh được trao băng đội trưởng. Đó là giải đấu mà Vũ Tiến Long và đồng đội đem về chức vô địch Đông Nam Á ở lứa tuổi U15, U16 lần đầu tiên cho bóng đá Việt Nam. Đội hình này còn Khuất Văn Khang hiện đang khoác áo U23 Việt Nam dự vòng chung kết U23 Châu Á 2022. Vũ Tiến Long ít khi được nhắc đến trong những năm tiếp theo khi U23 Việt Nam giành chức vô địch Đông Nam Á đầu năm nay. Cầu thủ này cũng có tên trong danh sách nhưng chỉ thi đấu một trận rồi nghỉ hết giải vì mắc Covid-19. Hậu vệ sinh năm 2002 tiếp tục được gọi lên đội hình dự SEA Games 31 nhưng không có suất đá chính. Tuy nhiên huấn luyện viên Park Hang-seo đã trao cơ hội cho cầu thủ này ở trận ra quân khi Phan Tuấn Tài chấn thương. Vũ Tiến Long ghi điểm trong mắt nhà cầm quân người Hàn Quốc chiếm suất chính ở vị trí trung vệ lệch trái. Sau khi giành huy chương vàng SEA Games 31, Vũ Tiến Long trở thành người hùng của U23 Việt Nam theo cách không ai ngờ đến. Sự xuất hiện của cầu thủ mang áo số 6 trong vòng cấm U23 Hàn Quốc là một bất ngờ cho đối thủ. Vũ Tiến Long là một trung vệ được huấn luyện viên Gomokian xếp ở vị trí hậu vệ cánh phải, khả năng tham gia tấn công không phải là điểm nổi bật của cầu thủ sinh năm 2002 cho tới khi anh tỏa sáng trong trận đấu tối ngày 6 tháng 6. Cả hai cơ hội tốt nhất của U23 Việt Nam đều thuộc về Vũ Tiến Long ở đầu hiệp hai. Hậu vệ này cũng có một tình huống dâng cao xâm nhập vòng cấm và thực hiện một cú sút kiểu vuốt mu lai má ra ngoài trong sự tiếc nuối của các cổ động viên Việt Nam. Nhưng ở lần thứ hai, Vũ Tiến Long đã tạo ra một khoảnh khắc bùng nổ.